Nay giới thiệu cho anh em một số những cái dòng mirrorless của nhà Sony và Fujifilm. Đây có thể là một sự lựa chọn thay thế thay vì Canon M10. Cái đội nào nó PR quá lố hay là nó được lên xu hướng hay sao mà nhiều người hỏi quá. Về bản thân mình thì mình cũng không có chê trách thì cái chiếc Canon M10, và mình đã từng bán cái Canon M10 rồi thì M1, M2, M3, M50 của Canon. Tuy nhiên đối với cá nhân mình thì mình nhận thấy là cái con Canon M10 thì nó chỉ ở cái phân khúc nó rơi vào tầm khoảng trên dưới 5 triệu. Chất lượng nó xem như những cái chiếc như Sony Alpha X5R hoặc là những cái máy như Fujifilm XA2 ở đây. Ở thời điểm hiện tại bây giờ thì cái Canon M10 có những nơi nó bán rơi tầm khoảng 6 triệu, thậm chí là hơn 6 triệu, không đúng giá trị thật của nó. Và mình nghĩ là các bạn cần phải lên xem một cái video như thế này. Lựa chọn tốt nhất của các bạn trong cái tầm giá này thì nó là một cái chiếc Fujifilm XA3. Nó có một cái thông số kỹ thuật đè bẹp con Canon M10 với một cảm biến 24 MP này, màn to, sắc nét, cảm ứng đa điểm. Còn về kiểu dáng thì cũng ăn đứt luôn. Kiểu dáng của Fujifilm nó khá là hoài cổ và vintage. Phím chức năng thì set sẵn ra ngoài như thế này. Các bạn nào ưa vọc vạch thì chúng ta có thể là can thiệp vào những cái thông số kỹ thuật rất là nhanh chóng. Trong khi đấy Canon M10 thì những cái phím chức năng này nó giấu hết vào bên trong menu. Ngoài Fujifilm XA3, chúng ta có một lựa chọn khác là Sony Alpha Nex 6 kèm với ống kính là 16-50mm. Chiếc này thì rẻ hơn XA3 một chút. Sony Alpha Nex 6 thì có cái màn hình nó không thể lật được 180 độ về phía trước, cũng như là màn hình này không có cảm ứng. Nhưng bù lại nó có một cái ống ngắm EVF ở đây này. Cái ống ngắm EVF này sẽ giúp cho các bạn chụp ở trong điều kiện trời nắng ấy. Chúng ta áp mắt vào đây này. Sony Alpha Nex 6 thì có một khả năng chụp liên tiếp rất tốt. Các bạn có thể xem lại một cái đoạn video mình chụp liên tiếp với Sony Alpha Nex 6 ở trên cái kênh của mình. Cảm biến của nó thì là một cái cảm biến 16 MP, và cái con này có thể quay phim là Full HD 60p. Chất lượng quay phim cũng như là tốc độ bắt nét của cái con Sony Alpha Nex 6 này nhỉnh hơn Canon M10 khá là nhiều. Và mình đánh giá là nó còn quay phim tốt hơn cả cái con Fujifilm XA3 này. Cũng như là nó set sẵn những cái vòng chế độ như PASM ra ngoài, giúp cho các bạn có thể là vọc vạch tốt với cái chiếc Sony Alpha Nex 6 này nhé. Phân khúc dưới 5 triệu thì chúng ta sẽ có một số những cái ứng cử viên. Ví dụ như cái chiếc Sony Alpha Nex 5R này. Đây là một cái chiếc máy ảnh mà mình đã làm một cái video cụ thể để so sánh với cái chiếc Canon M10 rồi. Tốc độ bắt nét nhanh hơn này, tốc độ chụp cũng nhanh hơn này, cũng lật xoay này, có wifi này, nhỏ gọn y hệt như Canon M10 này. Quay phim thì cũng là Full HD 60p. Dưới 5 triệu chúng ta cũng có một lựa chọn khác của nhà Fujifilm, đó chính là con Fujifilm XA2. Con này cũng có một cái cảm biến là 16 MP, tốc độ bắt nét của nó thì cũng tương tự như M10. Con này thì nó không có màn hình cảm ứng, tuy nhiên bù lại thì nó có một cái ngoại hình khá là bắt mắt. Chúng ta đặt cái con Fujifilm XA2 này với cả XA3 ở đây, chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự nổi bật của cái ngôn ngữ thiết kế của nhà Fujifilm ở trong đây, đúng không nào? Nói đến đây thì vẫn có nhiều bạn bảo là ui anh ơi, 5 triệu em không đủ được, tầm 3-4 triệu có máy nào có màn lật thì có wifi không anh? Thì mấy em là tiền ít nhưng mà đòi hít đồ thơm lắm quá. Nếu mà 3-4 triệu có máy ngon như thế thì những cái con mà tầm khoảng độ 5-6 triệu mình vừa giới thiệu thì nó bán cho ai, đúng không nào? Tầm khoảng độ hơn 3 triệu, gần 4 triệu thì các bạn có những cái lựa chọn như là con Sony Alpha Nex F3 hay là Nex 3N ở đây. Hai cái con này thì có một cái màn hình lật xoay như các bạn có thể nhìn thấy ở đây, và nó có thể chụp 16 MP, chất lượng hình ảnh cũng rất là tốt, quay phim thì nó cũng tương tự như Canon M10. Tuy nhiên những cái bọn này nó còn bắt nét nhanh hơn so với Canon M10. Cái dòng máy như Nex 3N hay là Nex F3 nó cũng không có wifi. Để khắc phục điều này thì các bạn chỉ cần mua thêm một cái đầu đọc thẻ này thôi. Cái đầu đọc thẻ này có 100.000 thôi. Các bạn sẽ tháo cái thẻ nhớ từ những cái chiếc máy ảnh này, chúng ta cắm vào đây và chúng ta cắm vào cái đuôi của điện thoại. Khắc phục được toàn bộ cái điểm yếu của cái máy mà nó không có wifi. Cũng như là cái mức giá của chúng nó thì rất là rẻ, nó còn chưa đến 4 triệu đồng. Nếu mà so sánh với Canon M10 thì những cái chiếc như Nex 3N hay là Sony Alpha Nex F3 này, nó rẻ hơn một mớ tiền. Số tiền đấy thì anh em làm một chuyến đi gọi là Sapa, chụp phong cảnh, chụp ảnh các thứ thì nó chill hơn rất là nhiều so với các bạn bỏ ra một số tiền tầm khoảng độ hơn 5 triệu, gần 6 triệu để chúng ta mua một chiếc Canon M10 và chỉ chụp ở nhà hay là chụp ở công viên mà thôi, đúng không ạ? Ok, thì sơ sơ với các bạn vài em máy ảnh giá dao động từ gần 4 triệu đến 6 triệu. Đối với cá nhân mình thì mình nhận thấy đây là những cái mức giá hợp lý để các bạn có thể là khởi đầu cho một đam mê về nhiếp ảnh. Mọi người mà có cái gì thắc mắc cứ hỏi trực tiếp trên cái video này, hoặc là có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại mình ghi trên video nhé. Một lần nữa cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo khi mình chia tay những cái sản phẩm khác.